Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại Việt đang ở một vườn quất chum. Quất chum khủng. Quất chum năm nay phải nói là đắt hàng. Việt thấy rất chi là đắt hàng. Hiện tại thì anh bán được khoảng 40% rồi quý cô chú, anh chị và các bạn. Đấy. Việt đang ở nhà vườn Thắng Nga. Đấy, năm ngoái Việt giới thiệu quý cô chú, anh chị và các bạn. Việc giới thiệu quý cô chú, anh chị và các bạn vườn quất chum. Đấy, phải nói là quất chum khủng. Năm ngoái Việt quay những cây bưởi khủng để giới thiệu quý cô chú, anh chị và các bạn không khí đón Tết tại nhà vườn Thắng Nga. Cây chum Việt đứng cách xa 3 mét. Hai cái chum quất rất chi là đẹp. Đấy. Và rất là nhiều. Việc thấy giá cả ở đây giá mềm. Rất nhiều người đến chọn. Chút nữa Việc sẽ chia sẻ quý cô chú, anh chị và các bạn những chum quất có giá rất là vừa phải. Và phải nói quá là đã. Quý cô chú, anh chị và các bạn thấy chưa? Sai chữ quả. Quả rũ. Đây. Châu vàng. Vâng. Năm nay năm châu vàng. Dạ. Dạ. Đấy. Giá cây này thì theo Việt được anh chia sẻ là 25 triệu. Rất chi là rẻ. Quá chi là đẹp. To. Sai. Đây. Rất nhiều các bác các anh tới đây chọn cho mình những chum quất sớm để về đón Tết 2021. Việc chia sẻ quý cô chú anh chị và các bạn là những cây quất tứ liên là đỉnh nhất của Việt Nam. Tại sao nó là đỉnh? Vì quả thì nhiều và lá thì dày. Đây. Đấy. Lá rất chi là dày. Hôm nay Việt đi quay thì trước khoảng 1 tháng Tết này. Thì đây, hôm nay thời tiết Hà Nội rất chi là lạnh. Rơi khoảng 9 độ C. À, đây. À, ngoài ra còn có những cái chậu quất. Đây. Đây. Những chậu quất được thiết kế bởi hình những chú trâu, trâu vàng. Giá rẻ quý cô chú, anh chị và các bạn. 1,5 triệu, 2 triệu. Rất nhiều luôn. Mình thấy anh chia sẻ thì ở đây thì cũng giá cả rất là rẻ so với các nơi. Đây, quả quất thì to. Khoảng 1 tháng nữa thì sẽ chín vàng. Bây giờ quất chín nhưng còn hơi xanh xanh. Đây. Và có rất nhiều giá cả để cho quý cô chú anh chị và các bạn lựa chọn. Rất nhiều. Những cái chum, gọi là chum đại. Nói Việt thấy là quá to, mới to gấp đôi người. Cái quất này đẹp quá. Đấy. Có hoa, quả xanh, quả chín và có cả lộc nữa. Đấy là quất tứ quý. Đấy, quý cô chú, anh chị và các bạn nếu chọn quất thì Việt sẽ chia sẻ cách chọn quất chuẩn. Là cây quất phải đủ tứ quý. Wow, chum quất này to và đẹp quá. Đây, khoảng 25 triệu.
Việt nghĩ một cái chum quất này thì sẽ trưng bày khoảng cái sân khoảng 100 m2, quá chi là đẹp, còn rất nhiều. Và Việt thấy vườn quất nhà anh chị Thắng Nga thì rất chi là đắt hàng. Đấy. Rất nhiều. Những hình ảnh này thì Việt nghĩ là rất khó để nhìn bằng mắt thường. Đấy. Quý cô chú lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like nhé. Nhận xét theo kinh nghiệm chọn quất của quý cô chú anh chị và các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube. Những cây quất đã có chủ. Rất nhiều, đầy đủ hết. Và như anh nói là khoảng 80% những cái quất đã có chủ. Những cái tờ giấy này là đều có chủ hết rồi. Quý cô chú anh chị và các bạn, nếu muốn chọn quất đẹp thì tới nhà vườn Thắng Nga nhé. Rất nhiều những cái chùm quất rất chi là to. Giá cả thì như Việt chia sẻ thì phù hợp với rất nhiều quý cô chú anh chị và các bạn, từ hơn 1 triệu đến hơn 20 triệu. Quả sai đến tận ngọn. Quá chi là nhiều. Rất nhiều chùm quất. Quất tứ niên thì đúng là nó là đỉnh của đỉnh. Quả to, lá dày, rất chi là rực rỡ, giữa màu vàng và màu xanh. Tương phản với nhau thì rất chi là rực rỡ của một năm. Một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Rất nhiều luôn quý cô chú anh chị và các bạn. Khoảng 20 ngày nữa quý cô chú anh chị và các bạn, nếu tới đây thì những cây quất đẹp đã có chủ nhân gần hết rồi. Nên quý cô chú và các bạn, nếu có thời gian sắp xếp được hãy tới luôn để chọn cho mình những chậu quất, những chum quất phải nói ưng ý nhất về trưng ở trong nhà cũng như ngoài sân. Tôi thấy nhiều chậu quất ở đây thì khách hàng đã đưa về nhà để chơi Tết sớm, quên đi một năm rất chi là buồn, năm 2020. Hy vọng đón một năm mới 2021 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Quá chi là đẹp. Nhà vườn rất chi là khéo trong. Okay.
Xin cảm ơn quý cô chú, anh chị cũng như các bạn. Hôm nay Việt xuống vườn quất để ghi lại những hình ảnh, chia sẻ tới cô chú, quý anh chị và các bạn những hình ảnh gọi là quất chung đón Tết 2021 của người dân thủ đô Hà Nội. Việt đang ghi lại tại vườn quất Tứ Liên, một trong những vườn quất chung là rất chi là đỉnh của thủ đô Hà Nội. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Việt nhé. Khách rất đông luôn, quý cô chú, anh chị và các bạn. Nếu mà thích hoa thì lội thích nhiều hoa, thứ hai thì nó cũng phải có mắt, có đang ra đầy hoa đấy, có đầy Tết đầy hoa đấy.